con xin hướng dẫn cả nhà mình món nem chay với nguyên liệu rất là đơn giản và dễ kiếm, mà hàng ngày mình có thể đi chợ và mình có thể là bắt gặp và tìm mua rất là dễ dàng. Ngày trước thì con hay làm nem và có thêm những cái ham chay hay là có những cái đồ giò chả chay, nhưng mà khi mà con ăn thì con thấy hơi tanh, thì cho nên là con không có dùng cái loại đó nữa. Và bây giờ con thay thế bằng nấm chiên. Mình có thể dùng nấm sò hoặc là nấm đùi gà, sau mình thái nhỏ rồi mình chiên lên để cho nó bốc nước, thì nó sẽ tạo cho món nem của mình là nó sẽ ngậy béo hơn và làm cái món nem của mình dai hơn. Nguyên liệu của món nem chay hôm nay con đã chuẩn bị sẵn và sơ chế bao gồm 6 nguyên liệu cơ bản, bao gồm là nấm, mình có thể dùng nấm đùi gà hoặc là nấm sò mình ướp nhỏ rồi chiên lên để cho ráo bớt nước, và mình chắc ướt dầu đi. Phần nấm này thì tí nữa con sẽ up một video lên để cho cả nhà thấy là mình sẽ chiên nấm như thế nào. Tiếp theo là phần đậu phụ. Đậu phụ thì con dùng hơn 1 miếng và con có tán cho nó nhuyễn ra. Tiếp tới là mộc nhĩ, nấm hương. Đó, đây là phần không thể thiếu trong các món ăn liên quan đến nem chay. Ngoài ra thì con bổ sung thêm rau, bắp cải, cà rốt, miến, cũng như là để dậy mùi cho món ăn thì con sẽ dùng ngò rí, hay ở ngoài Bắc mình gọi là sẽ gọi cái ngò rí này là ngò mùi đấy. Đó, thì bây giờ con sẽ tiến hành trộn 6 nguyên liệu này lại để tạo thành cái món nem. Trong món nem này thì có đầy đủ các cái dưỡng chất, kể cả protein. Nên mình sẽ lấy từ đậu này, từ nấm này, nấm sò hoặc nấm đùi gà, rồi mình lấy từ nấm mộc nhĩ hoặc là nấm hương, rồi vitamin, chất xơ có trong rau củ. Đây, như thế này là bao gồm 6 nguyên liệu cơ bản. Thì khi mà nếm nem vào thì con sẽ nêm một muỗng bột nem chay và một muỗng hạt tiêu. Mình không nên nêm nhiều quá, bởi vì khi mình cuốn nem thì cái vỏ ra nem đã có vị mặn rồi. Và cái tiếp nữa đấy là mình sẽ còn chấm khi mà mình ăn nữa, thì cho nên là con sẽ không nêm quá nhiều mặn, con sẽ nêm vừa phải thôi. Đây là phần hạt nem chay và tiêu con chuẩn bị. Con sẽ rắc đều lên và con sẽ tiến hành trộn. Và sau đó thì con sẽ cuốn ra nem như bình thường và tiến sẽ chiên lên ạ. Đây, con sẽ tiến hành trộn các nguyên liệu này lại với nhau, trộn lại. Thường thì con sẽ để cái phần rau thơm, tức là rau mùi trộn cuối cùng để phần rau không bị nát. Và khi mà mình làm món này, mình có thêm đậu hũ, thì nó sẽ tạo cái độ liên kết, dính cho món nem. Và ăn khi mà ăn thì nó cũng ngon hơn. Đặc biệt là món này thì con có thể dùng nấm, và con có thể dùng miến hoặc là mì để trộn vào. Thì bởi vì là khi mà mình sử dụng những cái nguyên liệu bao gồm rau củ như này, nó sẽ ra rất là nhiều nước, thì cái phần nấm, thì cái phần miến sau khi mà mình ngâm sơ qua, khi mà mình trộn ở đây thì nó sẽ hút những cái phần nước đó, làm cho cái món nem của mình nó chặt hơn, nó không bị bở và bị bung ra. Con sẽ trộn lên như thế này, và sau đấy thì con sẽ tiến hành cuốn lên. Món này thì làm rất là đơn giản, nhưng mà cái mà làm cho món ăn này trở nên ngon và hấp dẫn hơn đó chính là nấm chiên ạ. Nấm chiên con có đã thử qua một số những cái loại nem chay, nhưng mà con thấy là món này là khá là phù hợp và khá là thơm ngon. Mình có thể là bổ sung món này vào thực đơn ăn chay để đổi vị cho cả gia đình, hoặc là mình có thể dùng để cúng trong những cái dịp mà mình ngày rằm mùng 1 hoặc những cái dịp lễ Tết trong nhà mà mình muốn đổi món, thì có thể là sử dụng món nem chay này thì rất là ngon. Bây giờ thì con sẽ tiến hành cuốn nem và chiên ạ. Chiên là con sẽ chiên bật dầu để cho món mình ngon hơn. Đây là phần con đã chiên ạ. Ha ha ha,